Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức các bạn có thể vào được cái phần tài sản cố định. Các bạn có thể thấy là ở trong cái chỗ khai báo về cái tài sản cố định có hai cái danh mục mà mình cần khai báo. Trong đấy có cái danh mục loại tài sản cố định là chúng tôi đã khai báo sẵn cho các bạn có thể vào đây xem. Ở đây theo cái quy định chung của nhà nước chúng ta đã có được các cái danh mục có sẵn. Cái việc tiếp theo là chúng ta khai báo cái tài sản cố định. Thì các bạn lưu ý là ở trong này nó được nhóm theo cái cột ở bên trái này là nhóm theo cái loại tài sản và được tổ chức theo cái thư mục hình cây. Các bạn có thể thấy là ở bên này là có các cái loại tài sản chúng ta đã khai báo sẵn. Bây giờ chúng ta có thể kích chuột phải và thêm mới hoặc là chúng ta kích nút thêm mới ở đây. Thì các bạn nhìn thấy là phím tắt sử dụng cho nó sẽ là Ctrl N. Chúng ta ấn Ctrl N. Cái mã tài sản ở đây chúng ta sẽ đặt là ví dụ như tài sản 0003. Ở đây là ví dụ như máy xúc. Đơn vị tính là cái loại tài sản. Cái việc chúng ta chọn cái loại tài sản ở đây nó nhằm phục vụ cái mục đích là nó sẽ phân loại luôn ở bên cái thư mục hình cây phía bên trái của các bạn nhìn thấy đấy. Thì chúng ta thấy là ở đây là có máy móc thiết bị, số lượng là một cái, giá mua là ví dụ như 500 triệu, nó được chuyển về thuộc vào cái phòng ban là ví dụ phòng kế toán quản lý chẳng hạn, số hiệu rồi năm sản xuất, nước sản xuất các bạn đánh vào thêm các cái phụ kiện đi kèm các bạn có thể ghi chú vào đây. Tình trạng của cái tài sản này là tình trạng đang dùng hay là mua chưa dùng hay là đang dùng và ngừng tính go out hay là đã thanh lý và nhượng bán. Chúng ta lưu ý là chúng ta khai báo ở đây để sau này còn có căn cứ vào là còn tính là số đầu kỳ hay là số phát sinh trong năm. Ở đây chúng ta vào tiếp cái trang là trang tính go out. Các bạn có thể thấy là chúng ta cái đánh ngày mua là cái ngày mua cái tài sản, cái có thể chúng ta có thể căn cứ vào cái ngày mà theo cái hóa đơn đỏ. Cái ngày ký tăng tài sản là thường là cũng trùng với ngày mua và bắt đầu cái ngày sử dụng thì theo cái tình hình thực tế của doanh nghiệp thì cái thời điểm thực tế để đưa vào sử dụng và tính hoa các bạn có thể thấy là khai báo làm sao cho nó hợp lý. Ở cái tài khoản nguyên giá này các bạn khai báo nó là tài khoản ví dụ như là phương máy móc thiết bị các bạn chọn là tài khoản 2112. Tài khoản khấu hao thì các bạn có thể thấy là chúng ta khai báo là 21412. Tài khoản chi phí thì chúng ta sẽ khai báo ở đây đối với các cái doanh nghiệp áp dụng cái thông tư 200 ấy, thì các bạn sẽ ghi vào chọn ở đây là 6274. Nhưng mà trong cái trường hợp là đối với cái doanh nghiệp mà áp dụng cái quyết định 48 hay là sắp tới đây sẽ có cái thông tư 133 thì các bạn sẽ dùng tài khoản 154 là tài khoản chi phí khấu hao. Nguồn vốn ngân sách thì có thể là chúng ta thấy là đây là do cái vốn của chủ sở hữu, chúng ta 500 triệu chúng ta đánh vào đây. Cái tỷ lệ khấu hao một tháng này chúng ta khi chúng ta đánh vào cái ô thời gian khấu hao thì nó mặc nhiên nó tính cho các bạn cái tỷ lệ khấu hao một tháng. Chúng ta có thể thấy là chúng ta đánh 120 tháng là tương đương với 10 năm thì các bạn có thể thấy là giá trị khấu hao của một năm sẽ là 50 triệu và giá trị khấu hao từng tháng sẽ là 4 triệu mốt. Vậy ở đây cái giá trị hao mòn lũy kế là cái giá trị mà chúng ta thường khai báo cho các cái tài sản đang sử dụng đang dùng thì các bạn sẽ khai báo cái phần hao mòn. Còn lại những cái tài sản phát sinh mới thì các bạn cái giá trị hao mòn lũy kế này là các bạn không không thích thêm. Ở đây chúng ta ghi thêm một cái nữa là các cái phụ kiện này nhằm mục đích là chúng ta đưa vào đây thì cũng là cái thời gian và cũng là tính hao mòn theo cái tài sản cố định. Sau khi chúng ta khai báo xong thì chúng ta có thể ấn nút lưu để đóng. Như vậy chúng ta đã có thêm một cái mục tài sản cố định, nó sẽ được phân vào cái mục này. Mục máy móc thiết bị này, các bạn có thể nhìn thấy.